Cửa hàng điện thoại di động Trung Thành xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm điện thoại, phụ kiện chính hãng, sửa chữa, ép kính, thay thế linh kiện chính hãng, chế độ bảo hành tận tình chu đáo. Nhân dịp khai trương cửa hàng điện thoại di động Trung Thành xin trân trọng gửi đến quý khách hàng chương trình khuyến mãi vô cùng hấp dẫn như sau: sửa chữa miễn phí tất cả các dòng điện thoại, chạy phần mềm phá khóa miễn phí tất cả các dòng điện thoại, dán cường lực miễn phí tất cả các đời máy, giảm giá 50% tất cả các phụ kiện, giảm giá 50% chi phí ép kính. Đặc biệt, quý khách còn nhận được rất nhiều phần quà hấp dẫn khi tham quan mua sắm tại cửa hàng Trung Thành Mobile. Chất lượng phải hàng đầu, uy tín mới bền lâu. Địa chỉ: chợ Lao, Trung Lao, Trung Đông, Trực Ninh, Nam Định. Số điện thoại: 0846 36 1111. Xin hân hạnh được đón tiếp quý khách.